Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang có diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, thì theo cơ quan chuyên môn, khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Vâng, tuy nhiên thì việc đeo thế nào cho đúng để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa thì không phải ai cũng biết. Sau đây là hướng dẫn chi tiết của bác sĩ Giáp Văn Minh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Chúng ta đeo thì như thế này. Khi mà lúc sạch, lúc mới thì có thể cầm sờ vào đây được. Nhưng mà khi mà đã đeo vào đây ra ngoài môi trường rồi thì tuyệt đối tay sẽ không chạm vào cái bề mặt của khẩu trang nữa. Chúng ta cầm như này và đưa lên ngang ngang với cái phần xương của dưới của hốc mắt. Đưa quay vào tai. Hai tay miết xuống để cho cái dây kẽm ấy nó bám sát vào cái sống mũi. Thế và giữ kéo cái phần khẩu trang này xuống kín và như vậy. Sau khi đeo như này xong thì chúng ta làm một cái test nhỏ, đó là test âm. Chúng ta hít một hơi thật sâu vào để xem là không khí có lưu thông tốt hay không. Thở ra thông bình thường. Và chúng ta lại làm tiếp một cái test dương, tức là thở ra thật mạnh để xem khẩu trang nó có xê dịch không, không khí nó có thoát ra không và nó có ảnh hưởng ra giọt bắn nó có ra xung quanh hay không. Nhớ rằng là đã sử dụng rồi thì chúng ta không có dùng tay tác động vào trực tiếp vào đây nữa, mà chúng ta chỉ cần dùng vào dây đeo thôi. Chúng ta cầm dây đeo tháo ra như này, thế và bỏ vào cái thùng rác có lắp đậy để xử lý.